Tuyệt chiêu thứ 5 để khiến cho khách hàng biết đến bạn trước khi gặp bạn, đó là sử dụng công cụ mạng xã hội về hình ảnh. Mạng xã hội hình ảnh thì người ta thường hay biết đến hai mạng xã hội, đó là Pinterest và Google Photo. Thì ở hai mạng xã hội này thì rất nhiều người hỏi tôi là nên dùng mạng xã hội nào, nên dùng mạng xã hội ảnh nào, thì lời khuyên của tôi là dùng cả hai. Lời khuyên là dùng cả hai. Cái từ khóa là Pinterest, nhìn trên màn hình, bạn có thể nhìn trên màn hình là Pinterest, và từ khóa thứ hai là Google Photo. Đó, việc của bạn là gì ạ? Bạn thường xuyên đăng những hình ảnh của mình, đăng những hình ảnh mà mình thường chụp với những người nổi tiếng, những người bạn của mình trong cùng lĩnh vực của mình, những hình ảnh mà thể hiện bạn là chuyên gia trong lĩnh vực đấy, thể hiện những hình ảnh vui tươi nhất của bạn. À, bình thường bạn chỉ đăng trên Facebook thôi, bình thường bạn chỉ để trong máy của mình thôi, đúng không? Thì bây giờ hãy đăng trên Pinterest và hãy đăng trên Google Photo. Và khi đăng trên hai công cụ này về thì đừng quên là chọn link về website của bạn để tạo những cái backlink để website của bạn nhanh lên, tốt hơn, để cái tuyệt chiêu 1 của bạn sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng hơn. Ok, có hai từ khóa tôi muốn nhắc đến, đó là Pinterest và Google Photo. Ok, Pinterest và Google Photo, sử dụng hai cái này thì cực kỳ dễ luôn, muôn vàn dễ luôn, quá là dễ luôn. Search trên Google bạn sẽ biết cách, search trên Google bạn cũng sẽ biết cách. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào tuyệt chiêu tiếp theo, rất đơn giản nhưng hiệu quả. Tôi đã làm ra hiệu quả, việc của bạn là làm theo tôi. Ok.